Vâng, em xin chào tất cả các bác nhé. Thì hôm nay có cái chậu hoàng thảo vôi trắng các bạn. Hoàng thảo vôi trắng đang hoa rất là đẹp nhé các bác nhé. Đấy, thì đây là hoàng thảo vôi đột biến trắng nhé các bác nhé. Vâng, thì hôm nay nó nở được hai bông đây và vẫn còn một ít lụ nữa. Lụ xanh ngắt luôn, vâng. Đấy, cho bác xem. Rất là đẹp quá, vâng. Đấy, hôm nay là hai em này là mới nở nhé các bác nhé. Vâng, đấy. Vâng, rất là đẹp luôn. Cánh là trắng tinh các bạn. Vâng. Đấy, họng là vẫn còn hơi xanh xanh vàng vàng một chút nhá. Đấy. Đấy các bác xem này. Thì đây là đang lên mầm gốc rồi nhá. Đây là cái thân hoa này là Ki52 các bác nhá. Ki52. Đấy, Ki52 và Ki53 rồi. Đấy. Thì có hai thân. Thì cái thân này chiều dài nó được khoảng tầm độ khoảng 20 cm các bác nhá, khoảng 20 cm. Đấy, con này cũng đang mắt lụ cũng đang sưng rất là nhiều rồi. Đấy, và mắt lụ đang sưng rồi các bạn. Và rất là đẹp luôn. Và đấy, em này là đang lên hai mầm gốc rồi các bác nhá, đang lên hai mầm gốc rồi. Còn em này cũng đang lên một mầm gốc rồi. Rất là đẹp. Đây là phía đằng sau của nó nhé. Vâng. Uống xanh ngắt luôn. Vôi nhá các bác nhá, vôi trắng, hoàng thảo vôi đột biến trắng nhá các bác nhá. Vâng. Thì anh em nào mà thích sưu tầm cái hàng vôi trắng, hoàng thảo vôi trắng đột biến này thì anh em alo cho em nhá. Đấy. Thì đây nó có một cái key đây coi mà cái kỳ này các bạn ơi. Vâng, cái kỳ này được khoảng tầm độ khoảng tầm hơn 10 cm rồi. Khoảng tầm 12 13 cm rồi. Đấy, đang lên một mầm gốc này, rất là đẹp này. Đấy. Thì nếu mà bạn nào mà sưu tầm cái kỳ này mình để với giá là 5 triệu nhá các bác nhá. 5 triệu. Đấy thì mình sẽ cắt lại mỗi cái mẩu thân dài thôi nhá. Vâng, đang lên mầm gốc rồi, rất là đẹp rồi. Sang năm là sẽ có một chậu nhá, một thân to và có hoa nhá các bác nhá. Vâng, rất là đẹp. Nếu còn nếu mà hai cái thân này mà bạn nào muốn sưu tầm ấy thì mình sẽ để cho các bạn giá là 8.000 nhá, 8.000k. Đấy, kể cả cái thân đang có hoa này các bạn. Thân này dài khoảng tầm độ hơn 20 cm rồi. Có phải tầm 25 26 gì đấy. Đang hoa luôn mà đang lên mầm gốc rất là đẹp các bạn. Đấy. Vâng, thân này cũng thế nhá, thân này đang lụ này các bác này, lụ mắt đang sưng rồi này, về các bác có thể chơi hoa được nhá. Đấy, mà đang lên hai mầm gốc rất là đẹp luôn. Đấy, hai mầm gốc cực đẹp. Vâng. Đấy, các bác xem lại phía sau của hoa nhá, rất cuống rất là xanh luôn. Vâng. Đây là hoàng thảo vôi rừng nhá các bác nhá, vôi rừng đột biến các bác nhá. Vâng. Ok. Ok, em xin cảm ơn tất cả các bác nhé. Thì anh em nào mà có nhu cầu sưu tầm cái hàng vôi đột biến trắng này thì anh em alo liên hệ cho mình nhé. Rồi, ok, em xin chào tất cả các bác.